Thưa quý vị, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện Tân Hưng năm 2022 vừa tổ chức cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhằm thống nhất một số nội dung để kỳ thi tốt nghiệp đảm bảo yêu cầu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7, gồm 4 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp thí sinh tự chọn. Huyện Tân Hưng có một điểm thi tại trường Trung học phổ thông Tân Hưng với 14 phòng thi chính thức, một phòng thi dự phòng, có 303 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, hồ sơ dự thi của các thí sinh đã cơ bản hoàn thành, các trường đang trong giai đoạn tập trung ôn tập để các em có đủ kiến thức tham gia kỳ thi đạt kết quả cao. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về nơi ở, phương tiện đi lại. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy định.